Gốm Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Chị ha. Hôm nay anh chị hôm nay em sẽ lên video mới nha anh chị. Sản phẩm nhiều, hôm nay nhiều sản phẩm đẹp nha anh chị. À, hôm nay nhiều sản phẩm rất là đẹp. Mong cô chú ạ, chị nhớ đăng ký kênh nha anh chị, để anh em lên trực tiếp mình sẽ thông báo cho anh chị nha. Rồi hôm nay mình chào một cái chợ anh chị nói hôm nay em di lên một cái dĩa đẹp siêu phẩm anh chị. Dĩa này là một cái dĩa Imari nha. Rồi dĩa này nói chung xuất sắc luôn. Một cái dĩa Imari họa tiết là một cái dĩa này là Imari nha, họa tiết là sơn thủy. Họa tiết sơn thủy nha chị, vẽ nhà vẽ cảnh nha anh chị. Vẽ lá phong, vẽ hoa cúc đồng tiền nha anh chị, hoa cúc đồng tiền mà đặc biệt là cái cốt dĩa này là cốt dĩa cực kỳ là nặng nha chị. Cốt dĩa này là cực kỳ nặng luôn. Sơn thủy nha anh chị, ma núi nè, một cái cảnh nhà anh chị và những cái cảnh một cái dưới này là nước nha anh chị. Rồi hoa cúc đồng tiền, hoa mẫu đơn, hai bình hoa nha anh chị, và phía sau anh chị có truyện ký nha, truyện ký đầy đủ anh chị. Cái bịch dĩa này được cái mình treo lên được nha anh chị, mình có chỗ để mình treo lên nha, cho anh chị nha. Tiền vàng ok, dĩa này là cốt thì cốt nặng cốt xưa, mà dĩa thì dĩa mới hoàn hảo nha chị, không tì vết không lỗi lầm chi hết nha. Rồi dĩa này đường kính tới 46 nha chị, những cái đường kính 46 là những cái dòng dĩa hiếm nha, dĩa đường kính 46 rồi một cái dĩa bíp luôn nha chị. Rồi cái dĩa này hôm nay em sale giá cho anh chị vui luôn nha, cái dĩa này gọi là độc lạ luôn nha chị, Imari độc lạ đường kính 46 viền ok luôn, không tì vết lỗi lầm chi hết, cao là 7 nha chị. Rồi cái dĩa này hôm nay em sale 3.350k nha chị nha, 3.350k cái dĩa này nha, 3.350k anh xem chị, mới giá 3.350k anh chị, cái dĩa này đẹp cực kỳ luôn á. Đấy kèm theo cho anh chị là kệ luôn nha anh chị, nhớ anh chị lưu ý là cái này đường kính 46 nha, 46 và cao tới là 7 luôn nha anh chị. Đó 3.350k cái dĩa này mã F1. Rồi anh chị, cái này là hũ trà nha, một cái hũ trà. Hũ trà này hũ trà rồng nha anh chị, hũ trà rồng. Hũ trà rồng anh chị. Có truyền ký đầy đủ nha, hũ này là truyền ký đầy đủ anh chị. Là anh chị chơi này, cái này là có truyền ký đầy đủ nha. Và cái này là rồng nha anh chị, rồng 7. Bữa này là bằng nhôm hay anh chị, bằng kim loại chứ mà không có hấp nha anh chị, là nếu là không phải là bằng sắt hay bằng gan nha. Đó, nói chung là nó chỉ là ok anh chị, đỡ được mình cái này là dòng xứ Cao Lanh, mình đỡ được một lạng trà nha anh chị, một lạng trà cái này có truyền ký nha. Cái hũ này đẹp lắm anh chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Hũ này để một lạng trà mà để trên anh chị nó rất là khít luôn nha, không bay hơi trà gì hết nha anh chị. Đường kính là 6 nha, rồi cao là 23, à, xin lỗi cao 13. 6 nha chị, miệng 6 cao 13 nha. Một cái hũ trà đẹp ghê luôn nha chị.
Rồi, rồng 7. Cái này là cá. Cho nên là rồng nha anh chị, dưới này là cá nha. Rồi cái bình này anh chị, bình này là 290k nha anh chị. Tuy rằng nhỏ chứ mà chất rất là đẹp luôn nha anh chị, 290k. F2 nha anh chị, 290k mã F2. F2 290. Rồi một cái bộ trà anh chị, bộ này gồm có là còn nữa bao nhiêu ha? Bộ này có 4 ly nè. Rồi anh chị đấy, bộ này gồm là một bộ này anh chị em có nha, bộ này đúng ra là tới là 5 xét trà nha chị, một bộ này 5 xét trà, một tấm, một rốt, một bình nha. Mà cái này, cái này hiện tượng là em mất một ly nha anh chị. Đó là còn 4. Gọi là 5 dĩa, 5 dĩa bánh, 5 dĩa xét trà. Và có được 4 cái chung nha anh chị. Có 4 cái chung nha. Bộ này rồng nổi nha anh chị. Cái này là rồng vẽ rồng nổi nha. Và cái này là có truyện nha anh chị. Cái này là có truyện mà là viền vàng nha chị, viền vàng rồng nổi đất cơ vàng, truyện hoa mai nha, này là truyện hoa mai. Cái này là có cô gái nha chị, cái này là có cô gái. Dĩa là đường kính 18, còn cái này là đường kính 13.5 anh chị nha, dĩa này đường kính 18, còn cái này là 13.5. Còn ly là đường kính 10 nha anh chị. Rồi cao, cao là 5 nha. Cái bộ này em có nè. Đó, tổng là anh chị, tổng là 12, 13, 14, 15, 16, 17 món nha anh chị. Cái này là tập bộ này nguyên luôn 17 món nha. Rồi bộ này chị 17 món. Hôm nay bộ này em xem chị với giá là bộ này nguyên luôn nha anh chị, nguyên 17 món 3 triệu nha. 3 triệu bộ này chị, nó rồng nổi hết toàn bộ luôn. 3 triệu. Đây là dĩa xưa nha chị. Cái viền của cái dĩa này nó có một độ vàng hơi phai nha chị, hơi phai một xíu nha. Cho này nấm vàng. Nấm vàng nha chị đây. Rồi bộ này tổng là chị, tổng là 15 món. 16, 17, 18 món là 3 triệu. Rồi chốt giùm em. Chốt mã F3 nha anh chị, 3 triệu nha. 3 triệu.
F3 nha chị, mã F3 3 triệu bộ này. Xuất sắc luôn nha chị. Đó, cái này là chén này, cái ly thì có cô gái Kenga, cái mà phía sau của cái ly này là không có truyện nha chị, phía sau là không có truyện nha. Một cặp gà nha chị. Hoa mẫu đơn đều là truyện ký đầy đủ anh chị nha, truyện ký đầy đủ luôn. Miệng bình là chị, miệng bình là 7 nha. Miệng 7, cao 17 nha chị. Đó, một cái bộ này nha, cao 17, bụng là 47 nha. Đó, bụng là 4, vòng bụng là 47, hoa mẫu đơn nha chị, cái này là vẽ gà nha. Rồi cặp này là 450k nha chị, 450k cặp này nha, 450k, 450k anh chị nha. Rồi chốt cho em mã F4, F4 nha chị, 450k mã F4. Một cái bộ sake nha chị, một cái bộ rượu sake, hai bình nha chị, hai bình năm chung nha, hai bình năm chung. Miệng lắc cơ vàng nha chị. Miệng là 5, cao là 13.5 anh chị, 13.5 nha. Truyện ký đầy đủ cốt nặng nha chị, viền lắc cơ vàng. Đường kính 5.5 nha chị, cao là 4 nha. 5.5 cao là 4. Rồi cái bộ này chị nói. Bộ này nha chị, cốt nặng nha, dòng cutani xưa vẽ nổi hết toàn bộ nha chị. Bộ này em xem chị với giá 350k bộ này nha, 350k anh chị. Rồi mã F5 350 nha chị, mã F5 nha. Một bình 5 chung anh chị nha, một bình 5 chung. F5 miệng là 5, cao là 14. Truyện là truyện xưa nha chị. Đó, truyện xưa cốt nặng nha. Đó, những em này là cốt nặng. Rồi. 350 nha chị, mã F5 giùm em nha. Rồi một cái bình lacquer vàng anh chị nha, một bình lacquer vàng. Họa tiết là nổi nha anh chị, họa tiết là nổi hết nè. Truyện ký đầy đủ luôn. Miệng 13 nha anh chị, rồi cao tới là 39 nha, cao là 39. Vòng bụng là 76 nha anh chị, vòng bụng là 76. Bên này lắc cơ vàng anh chị, truyện ký thì cái này anh chị, cái này dưới này chị truyện là truyện tem thôi nha, truyện tem. Và cái bè nó chị, cái này là nó độ mình soi gương mình anh chị, kiểu như là mình soi vào mình thấy cái mặt
mặt mình trong này luôn nha anh chị, là mình vẫn soi gương được mà không tì vết, không lỗi lầm chi hết nha anh chị. Rồi cái bình này anh chị em xem với giá là 900k nha. Đắt co vàng ok anh chị, họa tiết hoa đào vẽ vàng, và nó là hoa đào vẽ vàng anh chị, chim những con chim nha anh chị. Tây đây là mùa xuân nha anh chị, họa tiết hoa hoa đào trắng nha, vàng luôn, vừa trắng vừa vàng luôn. Rồi cái bình này 900k F6 nha anh chị, mã F6 900k. F6 nha anh chị, 900 nha. Rồi anh chị, cái này là một con mèo nha anh chị. Đấy, con này là mèo thần tài, gọi là mèo thần tài nha anh chị. Nhựa ngay cái chỗ tay quải tay là bằng nhựa nha anh chị, và bên này thì bằng sứ, họa tiết vẽ hoa đào nha anh chị, bằng sứ nha, cho này cũng là bằng sứ luôn. Thì cái này mình xài bằng pin cũng được nha anh chị, và mình có cái ổ cắm nha anh chị. Đấy, này là trực tiếp nè, trực tiếp điện luôn nha anh chị. Nói cái này nè, sạc vào luôn nha. Mèo này là đường kính anh chị 24 nha, đường kính 24, ngang là 27 nha anh chị, 24 ngang là 27. Rồi con này 600k nha chị nha, 600k. Bỏ mấy lâu mấy cái tủ này rồi, ý nó mình để ý kéo mấy cái tủ ra lại nha, nó hay bị bụi quá, bụi hơn. 600k chị, mã F7 nha, 600 F7. Một bình sơn mài nha anh chị, một cái bình sơn mài mới nha anh chị, mới. Miệng là 8.5, cao là 19 nha. Miệng 8.5, cao 19. Vòng bụng là 42 anh chị nha, vòng bụng là 42. Đó, vòng bụng 42 anh chị này. Rồi cái bình sơn mài nha anh chị, bình này 350k nha anh chị nha. Cái này là bình này là vẽ chim. Đó, anh chị vẽ chim trĩ, chim chim công nha anh chị. Ở bên này là anh chị, ở trong này nó có một cái gọi là bằng kim loại nha. Bằng đồng hay là bằng nhôm nha anh chị, chứ không phải là bằng sắt nha, hay là bằng gang nha. Đó, và cái này là ngoài là bằng gỗ nha anh chị, gỗ sơn mài. Rồi 350k nha anh chị, 350 có hộp đầy đủ nha. 350 hộp đầy đủ F8. Mã F8 nha anh chị, mã F8. 350k F8. Rồi cái này là rồng anh chị, đó, rồng nha. Bằng sứ nha anh chị. Rồi đường kính anh chị, đường kính là 25 nha. Đường kính xin lỗi 245. Đó, rồng rồng ngậm trân châu nha anh chị. Cái này là bộ này gồm có 10 đôi nha, bằng sứ nha anh chị, 10 đôi bằng sứ. Bằng sứ nha anh chị, đó, 10 này 170k nha chị. Cái này em có số lượng là
em có số lượng nha chị, 20-30 đôi gì nha, 170k chị, rồng bằng sứ nha chị, rớt xuống là cái này là rớt xuống sẽ bị bể nha, bị gãy nha, 170k, 170k chị, ép ép 9 nha chị, mã ép 9 170k. Rồi chị, cái này là muỗng nha chị, muỗng. Muỗng này là dòng thấu quang nha chị nha, nó là dòng thấu quang. Muỗng này là đường kính 13 nha chị, 13. Ngang của muỗng là 4.5. 13 ngang của muỗng là 4.5 nha chị. Rồi muỗng này, muỗng này là 130k một 10 chiếc nha chị, 130k 10 chiếc. Bỏ trong đó hết rồi, dần đũa để bỏ nó hết rồi. Đó. Bỏ hết trong đó. Tại mấy cái gốm sứ hoàng bền cho dần đũa. Muỗng nữa là bỏ hết trong đó. Rồi 130k nha chị, 10 chiếc nha, mã F10. F10 nha chị, 130k mã F10 nha. Đũa là mắt in của Nhật anh chị. Đũa này là đũa lacquer vàng nha, lacquer vàng. Ngay chỗ này chị, ngay chỗ này là họ làm để mình gấp ăn bình thường nha anh chị, gấp ăn bình thường hết luôn nha. Rồi đôi đũa anh chị. Đũa này là một hộp nó chỉ có 5 đôi thôi nha anh chị. Và truyện ký đầy đủ nha. Truyện ký là đầy đủ luôn vậy, mắt in da băng nha. Đó, có hộp đầy đủ nha anh chị, có hộp đầy đủ luôn. Đũa này là đường kính nha anh chị, đường kính 23 nha, 220k 5 đôi anh chị, kim loại nha anh chị. Cái này là bằng nghĩa là cái này bằng kim loại bằng đồng anh chị, nói chung là em không biết chứ mà không phải là bằng nó không có bị ràng, không có bị rỉ gì hết nha anh chị. Là những cái dòng này là dòng viết của Nhật, chủng của Nhật nha. 220k nha anh chị, mua 5 đôi, cái này chỉ có 5 đôi thôi nha. F11 220k anh chị, F11 nha. Rồi hũ trà, một hũ trà nha chị, một cái hũ trà này là lam nha, hũ trà lam, truyện ký đầy đủ anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Đấy, đường kính 10 nha anh chị, rồi cao tới là 13. Cao tới là 13 nha anh chị. Đấy, cái này là hũ cao 13. Rồi 250k anh chị. Nhanh một chút rồi. Hai năm mươi nha chị, mã F12. Xin lỗi. 250k. Mã F12 anh chị, F12, 250k nha. Rồi anh chị, em lên có một cái dĩa con gà nha anh chị, một cái dĩa con gà.
này là đường kính 36. Đường kính 36 nha chị ơi. Đường kính 36 nha. Và anh chị cái này là có truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký đầy đủ luôn. Rồi cái dĩa này là 320k em sale giá nha anh chị, rồi F13. 320k anh chị F13 nha. Đó. Rồi em xin phép chào quý cô chú anh chị nha. Video anh chị những cái sản phẩm anh chị thích anh có số điện thoại trên kênh anh chị cứ điện trực tiếp nha anh chị, thật là các bạn nha anh chị. Qua những cái số em đã nêu nước trên kênh thì 0935 245 244 nha. Và 0913 33 0469.